Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Nhịp sống hôm nay trên kênh truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, nhằm tăng cường siết chặt công tác phòng chống dịch theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, sáng nay Bộ Y tế triển khai họp trực tuyến với các tỉnh có dịch COVID-19 để hướng dẫn các kịch bản dập dịch một cách nhanh chóng. Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Bộ Chính trị đã yêu cầu đối với các địa phương trong quý 1 thì công tác trọng tâm hàng đầu là phòng chống dịch. Theo nhận định của Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, dịch COVID-19 lần này là chủng mới, tốc độ tăng nhanh hơn 70%, đặc biệt lây trong khu công nghiệp, lại trong dịp Tết nên độ phức tạp càng lớn. Vì vậy, trong công tác phòng chống dịch, Bí thư, Chủ tịch, Ủy ban nhân dân các tỉnh cần chỉ đạo trực tiếp, gắn trách nhiệm cho người đứng đầu sở, ban, ngành, địa phương, không lơ là, chủ quan. Một số địa phương các đồng chí rất sáng tạo, giao cho Bí thư chi bộ, giao cho đảng viên phụ trách bao nhiêu hộ dân để nắm được toàn bộ những cái hộ dân đó, ai đi ai đến. Để khi mà nó xảy ra các tình hình dịch thì lập tức là chúng ta thực hiện ngay. Cái này là nhiều khi các địa phương ấy, khi chưa có dịch thì các đồng chí rất là bình thản với cái này. Cứ coi đấy là một cái việc mà nó không quan trọng, nhưng mà nó rất quan trọng. Thế thì ở đây chúng ta phải đưa ra các kịch bản, được phương án, ví dụ trong trường hợp mà dịch ở mức độ nào thì chúng ta xét nghiệm bao nhiêu. Và phải nâng cái con số xét nghiệm lên trong một thời gian rất ngắn. Rất ngắn mới có thể đáp ứng được theo cái yêu cầu. Nên tại sao có địa phương ngay lập tức bộ phải điều động một cái lực lượng tinh nhuệ về xét nghiệm vào để giải tỏa ngay cái ban đầu cho địa phương. Nhưng mà đấy là một địa phương, hai địa phương chúng tôi có thể đáp ứng được. Còn nếu mà nhiều địa phương chúng ta như thế nào? Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng đề nghị, qua thực tiễn phòng chống dịch thời gian qua cho thấy, địa phương nào có kịch bản phòng chống dịch tốt, nơi đó sẽ sớm dập được dịch. Vì vậy, các địa phương cần xây dựng kịch bản đối phó với từng giai đoạn, số ca nhiễm, lên kịch bản theo từng trường hợp như số người cần xét nghiệm, công suất xét nghiệm, số giường bệnh cần sử dụng, khu cách ly F1, F2. Đi cùng với những kịch bản này là nhân sự, hậu cần, chuyên môn, vật tư và đặc biệt cần sự phối hợp giữa các địa phương với các đơn vị quân đội, công an. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cùng đoàn công tác đã đi thăm và kiểm tra công tác phòng chống dịch tại thành phố Chí Linh, thành phố Hải Dương và huyện Cẩm Giang. Đại diện đoàn công tác của Bộ Y tế đề nghị tỉnh Hải Dương tiếp tục áp dụng các ứng dụng, phần mềm, điện thoại thông minh để thực hiện việc truy vết, xây dựng bản đồ an toàn COVID và triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh để thực hiện khoanh vùng, dập dịch nhanh chóng hiệu quả. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương nhấn mạnh, chỉ thị 16 là cơ hội vàng, thời gian vàng để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Đây là sự dũng cảm của tỉnh Hải Dương khi chấp nhận chịu thiệt hại về kinh tế. Chính vì vậy, toàn tỉnh cần tiếp tục chắt chiu tận dụng từng giờ từng ngày để đạt mục tiêu ngăn chặn dịch bệnh. Thứ trưởng Bộ Y tế cũng cho biết, làn sóng dịch bệnh thứ 3 tại tỉnh Hải Dương là đợt dịch khác với thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và các địa phương khác. Công tác phòng chống dịch gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh xảy ra tại một đơn vị sản xuất với hàng nghìn công nhân đã di chuyển về các địa phương khác. Thời gian xảy ra dịch bệnh sát với dịp Tết Nguyên đán, Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá tỉnh Hải Dương đã thực hiện tốt, nhanh chóng, hiệu quả, chủ động công tác phòng chống dịch bệnh, đã huy động được sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị. Thứ trưởng nhấn mạnh, đây là điều đáng quý và tỉnh Hải Dương là nơi huy động được hiệu quả nhất sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Thứ trưởng Bộ Y tế cũng cho rằng, hiện nay ổ dịch tại thành phố Chí Linh đã cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, hiện nay tỉnh Hải Dương cần hết sức quan tâm tới ổ dịch tại huyện Cẩm Giang và thành phố Hải Dương. Bộ Y tế đã cho phép công ty AstraZeneca Việt Nam nhập khẩu ngay 204.000 liều vaccine để phục vụ nhu cầu khẩn cấp chống COVID-19. Công ty trách nhiệm hữu hạn AstraZeneca Việt Nam phải chịu trách nhiệm về nguồn gốc, chất lượng vaccine nhập khẩu để đảm bảo việc sử dụng đúng mục đích, an toàn, hiệu quả. Hiện vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca đã được cấp phép lưu hành 1 năm hoặc nhập khẩu có điều kiện tại Philippines, Thái Lan, Anh và một số quốc gia khác. Bộ Tài chính vừa có tờ trình Chính phủ phê duyệt chủ trương xây dựng nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần duy trì và khôi phục sản xuất. Cụ thể, đối với thuế giá trị gia tăng, Bộ Tài chính đề nghị thời gian gia hạn là 5 tháng. Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, thời gian đề nghị gia hạn là 3 tháng. Đối với tiền thuê đất, Bộ Tài chính đề nghị gia hạn đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu của năm 2021 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh cá nhân thuộc đối tượng được giảm. Tổng số tiền dự kiến được hoãn, giãn nộp thuế đợt này ước tính khoảng 115.000 tỷ đồng. Mặc dù tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nhưng đã có 14 tỉnh và thành phố quyết định cho học sinh đi học bình thường. Đó là Kiên Giang, Hà Tĩnh, Bắc Cạn, Cà Mau, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa,
Lâm Đồng, Nam Định, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, 10 tỉnh thành cho học sinh tạm dừng đến trường đến ngày 28 tháng 2, trong đó có Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian học sinh dừng đến trường, nhiều địa phương chuyển sang dạy học trực tuyến. Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản yêu cầu các đơn vị trong ngành từ chối vận chuyển hành khách không tuân thủ quy định phòng dịch COVID-19. Về cách ly đối với tổ bay nhập cảnh theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế,